Xin chào chuyên gia và chương trình ạ. Cho em hỏi là bưởi da xanh mới trồng 1 tháng thì bị héo ngọn non là do nguyên nhân gì ạ? Và biện pháp khắc phục như thế nào? Cảm ơn chuyên gia và cảm ơn chương trình ạ. Vâng, xin mời chuyên gia Đinh Văn Huệ trả lời cho khán giả. Đối với theo cái mô tả của anh, tức là cái đối với cái bưởi da xanh mà chúng ta mới trồng được có 1 tháng thôi mà nó bị héo ngọn non thì chứng tỏ tức là cái bộ rễ của nó không phát triển được. Thì anh phải kiểm tra lại xem, có thể tức là trước khi mà người ta bán cái cây giống cho anh ấy thì do cái bầu của người ta nó không được lớn, cái bầu nhỏ, cho nên là cuối cùng là khi rễ nó ra nhiều thì bắt đầu nó quấn lại ở xung quanh, cái vì nó ra nó gặp bầu rồi thì nó quấn lại, tức xung quanh nó kết chặt, cho nên là đến khi mà chúng ta trồng thì thường tức là những cái bộ cây này là nó bộ rễ không bật ra được. Vì thế cho nên là thường thì người ta phải dùng dao, người ta rạch 3 đến 4 đường từ trên mặt ở bên ngoài mặt bầu, khi người ta bóc cái vỏ bầu ra xong là người ta rạch như thế để làm mà cắt đứt rễ ra cho nó bật ra. Nhưng mà khi cắt như vậy thì rất dễ là bị các nấm ở trong đất nó sẽ xâm nhiễm gây hại. Vì thế cho nên sau khi cắt rồi thì chúng ta nên là cái thuốc gốc đồng hoặc là thuốc gốc fosetyl aluminium chứ chúng ta phun hoặc là chúng ta nhúng vào trong cái đó để khử trùng đã cái vết thương, chứ không có thì là rất dễ dàng bị nấm, nhất là những cái khu mà đất mà đã bị nhiễm nấm rồi thì rất dễ dàng là nấm nó xâm nhiễm, vì chúng ta vừa cắt tạo vết thương rồi. Còn thì anh nên, cho nên là đến khi mua cây giống chúng ta phần là chú ý, tức là phải xem lại tức là cái bộ rễ của nó như thế nào. Khi nhất là chúng ta trước khi trồng chúng ta bóc ra mà chúng ta thấy rễ nó quấn thì chúng ta phải thực hiện như vậy. Còn nếu mà rễ nó không quấn thì chúng ta chú ý, tức là trong quá trình trồng là chúng ta vun đất từ ngoài, chúng ta vun vào nhẹ nhàng, xong chúng ta nén nhẹ nhàng, đừng có cứ vun đất vào quá mạnh, xong chúng ta dùng chân chúng ta dẫm rất mạnh thì sẽ gây ra dẫn đến hiện tượng đứt rễ. Và đứt rễ thì bốt ra làm nó khả năng hồi phục rất là lâu, mà đang rất là lâu thì đã đứt rễ như vậy thì tạo vết thương và rất dễ dàng là nấm trong đất nó xâm nhiễm và gây hại. Chính vì thế cho nên bộ rễ này không lấy được nước và dinh dưỡng cung cấp cho cây, dẫn đến là nó bị héo ngon thôi. Còn nếu mà cái trường hợp mà thấy rằng các lá dưới nó vẫn bình thường, cây nó vẫn xanh, vẫn tươi bình thường, nhưng mà chỉ có mỗi cái ngọn ở trên nó héo, mà nó lại có cái hiện tượng tức là héo xong rồi dần dần nó thâm dần lại, thì đấy lại là do cái trường hợp tức là nấm thân tử nó gây ra cái héo ngọn non. Thì vì thế cho tôi phải nêu cho một trong hai cái cách như vậy để anh chú ý cho. Thế thì đối với lại cái hiện tượng mà nếu mà bộ rễ trong khi chúng ta đã mở bầu ra mà thấy là nó đã cuốn chặt với nhau thành, chúng ta phải dùng dao chúng ta này, và chúng ta sử dụng một trong các loại thuốc có gốc như là metanaxin cộng mancozeb hoặc là copper oxit hoặc copper hydroxide hoặc monosadin cộng mancozeb hoặc fosetyl aluminium hoặc là chế phẩm mà đấm đuôi các tricollema để chúng ta nhúng pha ra theo cái nồng độ, xong rồi chúng ta nhúng cái bầu nó vào trong đó, chúng ta ngâm khoảng 5-10 phút, sau đó để chúng ta vớt ra cho nó ráo nước rồi. Tất nhiên là khi ngâm như vậy thì đất nó có thể nó rã ra, nhưng mà sau khi chúng ta nhấc ra nó vừa ráo nước, tức là không còn chảy ròng nữa, thì bắt đầu chúng ta đem trồng. Và khi trồng thì anh phải chú ý cho tôi một cái, tức là vun đất vào rất là nhẹ nhàng và chúng ta nén nhẹ nhàng để làm sao tránh hiện tượng đứt rễ. Rồi còn lại thì nếu mà cái cây nó vẫn xanh bình thường, lá nó vẫn xanh bình thường, nó chỉ bị mỗi cái ngọn non của nó bị héo, xong rồi nó bị thâm dần lại thì đấy là do nấm, thì anh có thể sử dụng là một trong các loại thuốc có cái gốc như là mancozeb cộng metanaxin hoặc là copper oxychloride hoặc là azoxystrobin cộng với Difenoconazole, tức là cái thuốc trừ nấm bệnh tháng tư. Anh cứ ra cửa hàng gọi cái nấm tiêu bệnh tháng tư, anh mua về pha theo cái nồng độ khuyến cáo ghi trên bao bì đó, phun kép cho tôi 2 lần thì là hiện tượng này nó sẽ được chấm dứt và các mầm mới nó ra nó sẽ không bị đâu. Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ Đinh Văn Đức ạ. Cảm ơn khán giả Linh Chu Mạnh đã đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi ạ. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì làm sao? Đấy, như vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VTC 16 Tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất bên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luộm thuộm không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC 16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC 16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus cái hại ạ. Bác đã làm theo phác đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 19006145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này ra đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thầy vất quá thầy ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cây đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoái là thiệu ca lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt điện. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chị lái được 46 triệu. Xin chúc anh chị. Đợi cho mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2 cân rưỡi trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền ông, còn nếu như không què chân không lửa rốn không bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC 16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC 16. VTC 16 khởi nghiệp cùng nông dân.